hướng dẫn kết nối kết sắt bofa với cả điện thoại thông minh. Thì ban đầu mình phải cài trên điện thoại cái phần mềm gọi là Smartline, phần mềm Smartline đây đó, có thể cài trên iPhone hoặc là Android. Sau khi mà cài xong thì mình sẽ cài đặt cái Gmail, tức là cái tài khoản Gmail, sau đó xác nhận qua Gmail để cài đặt cái tài khoản của mình. Sau đó mình sẽ ấn vào dấu cộng để thêm thiết bị, sau đó ấn vào Add Device. Nó bảo mình phải bật cái Bluetooth lên, bật định vị lên, bật Bluetooth lên. Rồi sau khi làm cái bước này xong rồi thì mình ấn vào cái phần ổ cắm Wi-Fi này. Đây mình sẽ nhập đúng cái mạng Wi-Fi và password nhà mình, nhớ là mạng 2.4G. đấy, ấn tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Đến cái bước này mình dừng lại, mình sẽ mở két sắt ra. Và ở bên sườn này có cái nút ấn ở đây. Bạn ấn giữ trong vòng khoảng từ 3 đến 5 giây thì cái đèn ở đây nó sẽ nhấp nháy. Rồi. Lúc này mình sẽ bấm blink quickly cho cái hai thiết bị này nó kết nối với nhau và kết nối cái mạng Wi-Fi nhà mình. Sau khi mà đây, đợi một lát thì nó sẽ hiện chữ Smart Safe đây. Và đợi nó hoàn tất là xong. Đây, nó báo là đã hoàn tất đây. Thì mình sẽ ấn cho hoàn tất ở dưới. Đấy, đợi nó lạp vào, lạp thiết bị vào. Rồi. Ấn vào record. Đấy, chưa có mở ra đúng không? Sau đó mình sẽ đóng két lại. Bây giờ mình sẽ mở két này. Rồi. Thì chờ một chút. Đây, nó sẽ báo là về điện thoại của mình là có người đang mở két. Và mình ấn vào thì sẽ biết là cái thời gian là mấy giờ và ai là người mở.